Hello, chào các bạn. Hôm nay Peter muốn giới thiệu cho các bạn một cái website nó gọi là 500px.com. Cái website này nó rất là hay và nó có rất là nhiều cái rất là đặc biệt, và Peter cũng đã xài nó được 7-8 tháng nay rồi và Peter rất là thích. Cho nên hôm nay mới muốn giới thiệu cho các bạn, tại vì Peter nghĩ là nếu mà cái gì nó hay thì mình cũng nên chia sẻ cho những bạn nào mà thích chơi nhiếp ảnh. Peter thích cái website này vì thứ nhất là cái 500px này nó có một cái giao diện mà trình bày hình ảnh nhiếp ảnh rất là đẹp. Cái giao diện nó rất là đẹp và nó showcase, nó trình bày cái ảnh của mình một cách là trân trọng, và cái độ trình bày của nó rất là hay, rất là đẹp. Nhưng nó có một cái hay nữa là như vậy, cái sân chơi này nó rất là đặc biệt, là tại vì hầu như là những người mà chơi trong cái chỗ 500px này, họ đều lúc nào cũng tự lựa những cái tấm hình mà đẹp nhất của họ để bỏ vô, và họ rất là cẩn thận khi họ post cái tấm hình của họ lên. Có nghĩa là cái sân chơi này ít có khi nào mà mình thấy những cái tấm hình xấu, hoặc là hình rác, hoặc là hình như là kém chất lượng mà bỏ lên đây. Lý do là tại vì khi mình bỏ lên tấm hình xấu quá đấy, vậy là coi như là mình tự đánh giá thấp mình. Và cứ như vậy, tất cả những người mà chơi trong cái sân chơi này hầu như là họ rất là đắn đo và cân nhắc khi mà post một tấm hình lên. Ví dụ như Peter vô cái sân chơi này, Peter rất là cân nhắc những tấm hình trước khi post lên, tại vì thật sự Peter cũng không muốn những bạn thế giới nhìn vô hình mình rồi chỉ lướt qua rồi coi như là bỏ quên. Mình thật sự lúc nào cũng muốn bỏ một tấm hình đẹp, chất lượng để khoe với lại các bạn chơi nhiếp ảnh thế giới. Thì bởi vậy mới nói là sau 8 tháng mà chơi trong cái sân này thì Peter rất là hài lòng và cảm thấy là một trong những cái sân chơi mà có thể nói là hay nhất hiện nay về nhiếp ảnh. Các bạn có thể vô cái 500px này mà chơi hoàn toàn miễn phí. Khi các bạn vô, các bạn đăng ký thì không có tốn một đồng cát nào hết. Nhưng nó có cái giới hạn là nó chỉ cho bạn upload 10 tấm hình trong một tuần thôi. Thì các bạn không có thể mà bỏ hết tất cả hình vô liền một lúc. Nếu mà các bạn nào mà muốn được bỏ nhiều hình vô á, giống như Peter, sau một thời gian Peter thích cái chỗ này lắm thì Peter đăng ký trả tiền 1 năm. Thì nếu mà các bạn muốn đăng ký trả tiền 1 năm thì thật sự rất là rẻ. Peter trả có 29 đô. Nếu mà Peter nhớ không lầm là 29 đô là Peter có thể bỏ upload hình của mình lên ra là không giới hạn. Thì cái đó là các bạn cũng có thể chọn lựa như vậy. Nhưng mà bắt đầu thì các bạn có thể đăng ký và mở một cái account miễn phí để bắt đầu cho hình lên. Ok ha. Thì cái giao diện này nó là như vậy, rất là hay. Nếu mà các bạn là không đăng ký thì các bạn, Peter khuyên nếu các bạn muốn chơi nhiếp ảnh và đi sâu và học hỏi thì không có chỗ nơi nào mà Peter cảm thấy mà học hỏi hay bằng nơi này. Ví dụ như đây là những cái người mà chụp ảnh đẹp mà Peter đã add your favorite và Peter đi theo họ. Có nghĩa là mỗi lần mà Peter thấy ai đẹp á, chụp hình mà theo cái phong cách mà Peter thích á, thì Peter sẽ follow người đó, và tất cả những cái hình mà người đó bỏ lên thì nó sẽ hiển thị lên trong cái khuôn này. Thì Peter có thể lướt và Peter có thể coi một tấm hình, và nếu mà tấm hình nào đẹp Peter có thể bấm thích ha. Ngược lại, Peter cũng có rất là nhiều người thích hình của Peter và họ theo hình, họ theo cái stream của Peter để mà họ coi những cái hình mới của Peter. Thì các bạn có thể đi vô đây và xem hình coi như là suốt ngày không mỏi mắt, và mỗi lần các bạn coi hình xong là các bạn có thể gọi là ngất ngây vì những tấm hình trong này rất đẹp. Ví dụ như Đây là một cái ông tên là Hans Kruse, ổng chụp hình phong cảnh đối với Peter là tuyệt vời, ổng chụp rất là đẹp, hình ổng rất là nhẹ nhàng, màu sắc rất là lả lướt và êm. Đó. Thì Peter rất là thích ổng, và nếu mà mình đi tới một cái tấm hình nào mà mình thích, mình có thể bấm cái nút like ha, mình bấm nó nút like. Và vì cái tấm này Peter rất là thích, và Peter cũng rất là favorite nó, mình bấm cái nút trái tim này thì là nó sẽ cho cái hình này vô trong cái favorite của mình. Thì sau một thời gian mình chơi, mình sẽ lượm lặt được tất cả những hình favorite của mình như vậy vô một cái folder favorite. Nó rất là hay là như thế nào, giả tỷ như mai mốt mà mình đi, trước khi mình đi chụp phong cảnh, mình chỉ cần đi vô cái favorite của mình ha, mình đi vô, đây là cái của Peter đây, mình có thể đi vô cái favorite của mình, đây là cái trang của Peter và đây là tất cả những cái hình mà của Peter đã bỏ lên. Và Peter chơi cũng khá được 6-7 tháng nay, và Peter cũng đã được 9.800 lần coi hình, và trong 9.800 lần đó có 942 lần họ thích hình mình và 459 lần họ like, họ favorite hình của mình, và có 552 câu comment vô trong cái hình của mình. Thì như vậy á, nó giúp cho mình hiểu được là cái hình nào của mình là cái hình mà nhiều người thích, và bắt đầu từ đó mình sẽ có cái khái niệm và mình sẽ tập và mình sẽ trau chuốt cái hình của mình hơn để mà nâng cao cái cuộc chơi của mình ha. Trở lại cái vấn đề nãy Peter đang nói là favorite, đây mình đi vô trong cái mình và mình bấm favorite, thì Peter bấm cái favorite này á, thì nó sẽ liệt kê lên đây tất cả những cái hình mà Peter đã favorite của nhiều tác giả. Các bạn thấy không, rất là hay. Và mình cứ ngồi đó mình coi từ từ. Ví dụ như cái tấm này Peter mới favorite hồi nãy đây ha. Thì nó hay một cái là mình tạo ra được một cái favorite tất cả những cái hình mà mình tổng kết qua thời gian mình thích, mình bỏ vô cái album của mình, để mà mỗi lần mà mình muốn có những cái hứng thú về nhiếp ảnh, mình có thể vô cái favorite này mình coi và mình enjoy những cái tấm hình. Đó, thì cái website này rất là hay, và Peter thật sự muốn giới thiệu với các bạn để cho các bạn vô đây. Nếu mà các bạn chưa có hình đẹp để mà công hiến và chia sẻ cho các bạn thế giới thì cũng không cần, các bạn có thể đi vô trong cái trang này ha, không có cần đăng ký, các bạn có thể đi vô cái phần nó gọi là photos, thì các bạn có thể xem những hình đẹp của tất cả mọi người đang chơi trong cái sân này. Và đó, như các bạn đã thấy đây, Peter nói thiệt với các bạn là các bạn có thể tốn cả tiếng đồng hồ, 2 tiếng đồng hồ, 3 tiếng đồng hồ để lướt những cái tấm hình này, mà khi các bạn coi những cái tấm hình này xong các bạn sẽ mê mệt về nhiếp ảnh, và các bạn có thể là sẽ tìm hỏi về nhiếp ảnh và ráng làm sao học hỏi để chụp được những tấm hình như vậy. Đó là một cách. Và thứ hai nữa là các bạn có thể chọn cái editor choice này, có nghĩa là đây là những cái tấm hình đã được nhóm editor, nhóm admin của cái 500px này họ chọn, và những cái hình này rất là độc đáo. Các bạn mà coi xong những cái hình này thì các bạn sẽ rất là mê, và nhiều cái hình có những cái ý tưởng mà thật là tuyệt vời. Có thể nói là những người mà có những cái ý tưởng mà tạo ra những cái tấm hình này quá là hay, cho nên mới cho mình thấy là trên thế giới rất là nhiều nhiếp ảnh gia giỏi, và họ có nhiều cái hình rất là hay. Nếu mà nói đúng ra nữa thì thật sự những cái hình mà trong cái website này đây có rất là nhiều hình chụp, không phải là chụp bằng một cái máy gọi là siêu, chụp bằng cái máy không có phải là gọi là mắc tiền lắm, nhưng mà vẫn đẹp ha. Cái quan trọng là khi họ chụp họ có cái nội dung, và họ chụp đẹp, chứ không phải là họ cần phải mua cái máy mắc tiền để chụp ra hình đẹp. Cho nên khi mà các bạn coi những cái tấm hình trong này rồi thì các bạn cũng không có phải lo sợ là vì những tấm hình này đẹp cho nên vì họ có những cái máy mắc tiền họ mới chụp ra những tấm hình này đẹp. Không có, mình đừng có suy nghĩ như vậy. Ví dụ như Peter có có bỏ lên một tấm hình. Chụp máy cũng không có phải là loại cao gì hết, nhưng mà cũng Peter cũng được tới 90 mấy %, người ta chấm điểm tốt này kia. Và Peter cũng đã xem qua một số ảnh, một số hình đẹp của nhiều người khác mà chụp bằng máy Canon 550 hay là loại mà Rebel hay là loại Nikon D200 là cũng là tính ra là cũng rất là xưa. Cho nên các bạn chơi với bạn, các bạn đừng có lo về vấn đề máy móc ha. Peter đang ráng tìm coi có cái tấm hình nào mà nó có một cái máy không có phải là cao lắm mà vẫn là đẹp. Peter nhớ có một cái tấm hình nào đó để coi. Ví dụ như nếu mà các bạn là thích ánh sáng, các bạn có thể bấm cái tấm này. Đây, anh này, anh chụp cái tấm này là D700. Anh này là người Ả Rập ở đâu đó. Trời ơi, các bạn thấy không? Họ chơi rất là hay, họ có cái ánh sáng. Peter nghĩ cái này là một cái setup ha, chứ không phải là tự nhiên mà có. Thì cái tuy là nó là setup đó, họ hắt ánh sáng vô cái ông này, nhưng mà cái ý tưởng tạo ra cái hình này với cái ánh sáng rất là đẹp. Mà các bạn thấy là Peter cũng đã chấm và cũng đã thích nó rồi. Đây cũng là một cái tấm hình nữa của ảnh, của ông tác giả này. À không, xin lỗi, cái này của tác giả khác. Đây, ánh sáng cũng rất là đẹp. Và các bạn để ý, cái website này hiển thị một tấm hình rất là đẹp, rất là to. Mình có thể xem một tấm hình và mình có thể coi những cái thông tin của tấm hình. Tất cả những cái thông tin về tấm hình này. Đó, rất là hay. Và mình có thể comment vào đây và mình có thể đọc những cái comment của người khác. Tại sao Peter thích cái website này? Tại sao Peter muốn chia sẻ với các bạn? Hồi xưa Peter chơi Flickr, nhưng mà Peter bỏ Flickr khoảng chừng 3 năm nay rồi. Tại vì đối với Peter, bên Flickr nó giống như là một cái sân chơi không nghiêm túc. Có nghĩa là hình đẹp cũng có nhưng mà rất là quá nhiều hình xấu. Hình rác cũng trên đó cũng rất là nhiều. Và cái giao diện mà trình bày hình ảnh của Flickr không đạt lắm. Cho nên Peter đã chuyển qua chơi cái này và đã bỏ hẳn Flickr. Ok, thì nếu các bạn thích cái này thì các bạn vô 500px.com và đăng ký, và các bạn có thể tìm Peter bằng cách là đánh tên Peter đây, hoặc là vô thẳng cái trang nhà của Peter gọi là 500px.com /Peter Phạm, rồi các bạn có thể coi những cái hình của Peter. Và các bạn, nếu các bạn nào thích đó, thì các bạn có thể follow Peter theo dõi những cái hình Peter post lên ha. Ok, rồi chúc các bạn một ngày vui và hy vọng gặp các bạn trên cái website 500px này. Rồi, chào các bạn nhé.